chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại ARK Gaming Online. Và trong ngày hôm nay thì hiện tại thì nhà đang kham khiếu đùng cức nên là tụi mình phải truy lùng nó mà bắt anh em à. Đây. Chán được không? Đây. Coi. Thì mình có điều muốn nói vậy nè. Trang rồi, Trang rồi. Này là mình có điều muốn nói nha. Mình thấy là chơi BBB á, mình muốn là dạng dạng như cái gì cũng quay, giống như quay như vật ký cuộc sống. Hồi nãy năn nỉ Tứng phải quay video nữa. Nó kêu quay đi, nó kệ nó đi, quay chi. Nhưng mà mình nói anh em đồng ý không? Có nghĩa là BBB thì mình quay dạng như cái gì, mình làm cái gì mình quay hết cho tụi anh em cho anh em coi ha. Nó giống như là cái nhật ký BBB của tụi mình. Vậy thôi anh em không? Đồng ý thì nếu anh em đồng ý thì cứ comment bên dưới ha. Chứ thật sự là mình thấy là video mà vào hang này bắt đùng cước thì mình và Tài cũng quay khá là nhiều rồi, nên là mình sợ anh em xem ngán. Chắc mình nghĩ là anh em sẽ ủng hộ không xem ngán đâu. Nhưng mà tại vì đối với mình thấy là BB là nhật ký cuộc sống nên là mình năn nỉ nó, mình năn nỉ hoài nó mới quay đó, chứ không phải giỡn đâu. Lấy đệ bàn vô. Rồi, vậy là cái con 95 trong hang kia nắm đầu lôi ra luôn. Tao bấm cái ràn đá thôi. Tại cái này xa mà, mấy con này nó quýnh mà. Chơi chơi ăn trốn trọng bất nhân thiệt. Nói thật sự nha anh em, cái vụ bắt đùng cước này mình Tài Vinh rống không như rắn hổ rồi. Tôi nói mấy ngày mới kiếm được con. Vinh qua lấy địa bàn mày. Cũng tại hai chữ Hunman. Ôi, thôi, làm ra tất cả ảnh đỡ rồi. Này nè, con này nó ra luôn rồi nè. Con 55 chưa ra luôn rồi nè. Xuống cho ăn luôn. Chung ra luôn à. Không má cho bắp lý không, có lý không? Chỉ rồi. Vậy nói chung á, cũng có một cái mẹo ha. Thì cái mẹo này do Tài hay Vinh nghĩ ra mình không biết. Là anh em cứ có cái hoa lan này ha, mà cái con đùng cức mà nó nằm nó trốn trong đây nè. Đó chẳng hạn giống dao già này là đó. Anh em thấy nó không bay ra được ha, anh em bấm hoa lan nó sẽ chui ra. Đừng bấm nữa. Tại vì tao đa nghi như Tào Tháo. Tao nghĩ ra rồi, tao nghĩ tới rồi. Nhưng mà tao nói trước đây bên begin á, lặn kẹt vậy kêu nó còn không ra. Lấy thì gì nhờ vậy. Con hoa lan dụ cho nó ra nên thôi tao cũng không thèm nói. Đó. Cái tật đa nghi như Tào Tháo là vậy. Nó xong thầy Tài vô lập công lớn liền. Thầy Tài em mang sao? Tài lập mang công hai con đùng cước về đội. Vinh mày hồi sinh vô đây lát mà đến đùng cước về nha. Từ đang gom đồ chế độc đây nè. Cưng lắm giờ có đùng cước về cưng lắm, cưng như cưng trứng, hứng như hứng vàng. Ngủ như trên con giường con ngủ chung luôn. Phải bỏ lên giường cho nó nằm luôn á. Mà nó không nằm lên giường, phải lấy nó đem nó rinh lại dục lên giường nữa. Cưng vậy thôi chứ. Mày dịch chuyển đi, tóc biến qua đây đi mày. Chưa con nào có, cho có đệ bạn ngoài á. Mới hồi qua anh Tứng mới lỡ tay đục trúng đùng cứt cái mà Tài chữ như con chó vậy. Kéo bày chữ mình anh em, có gì đùng cứt quan trọng. Chứ phải chữ chứ nghĩ sao. Mày đục nó vậy lỡ mốt nó không nghe lời sao. Chí quá. Cắt cái hoa lan vô hồi nhắn lộn dưới bay lên chết hết. Nguyên bày dưới đây nè. Đằng kia, cái con đằng kia có một rít nhắn gọn rồi, rít lên rồi. Vậy là đây là được hai con, trong hang ông ảnh một con nữa. Ba con, ủa gì đó? Cộng nhà bốn con. Hang ông ảnh nữa hả? Hang ông ảnh có một con trong âm tường tao biết á. Con 95. Con này trong hang lạnh thì mày hay bay để bay cũng được. Thôi mà mày biết sao, mấy con đó là để dành á. Tại vì biết thế nào Human cũng qua giết nên để dành đợt này sau này đem cất lại á. Vãi thiệt chứ. Cất lại. Đưa tao mấy cục coi mày tao cho nó ăn coi. Rồi. Cứt mà bây giờ phải chia như đồ ăn rồi chết rồi. Lộn liên lộn lẹ luôn. Ê bỏ cục ủ mày. Con đằng kia xuống canh con kia đi. Trời ơi bỏ cục cứt chạy luôn. Cục cứt giờ vàng bạc quý báu. Nở lòng nào. Cái con đùng cứt này mày phải cho nó ăn một cục rồi mày để khoảng đâu 5 phút nữa rồi bắt đầu 10 giây mày cho nó ăn lần. Nhớ là đừng có lời gần nha, mắc cỡ á. Mấy con đùng cứt này mắc cỡ không chịu con cứt anh em à. Bởi nó làm cái chuyện gì chứ hỏi sao. người ta ăn cứt mà đứng coi nhục nhã chết. Đã làm cái chuyện phải giấu kín. Bởi vậy mấy đâu chuyện ấy ứa anh em dám làm lộ thiên không, làm gì dám cũng đó. Cũng có giấu thôi. Giống như hổm Tứng nói sao mà cái con đó mắc cỡ, con đó sao mà mắc cỡ, đứng nhìn nó không ăn mình giải thích liền nó. Giờ chứ tao hỏi mày ở nhà, tao tới nhà mày tao chơi mà mày ăn cứt trước mặt tao dám ăn không? Hoặc dám là liền, dám ha. Hoặc là mày coi phim gì đó.
lúc trước cũng có cái video á. Tắt liền chứ đâu có để được. Có Tokuda trong đó nữa chứ. Qua chưa mày? Nó bảo đang gom thịt bạch thú này. Giờ thấy thử hai giết từng con khủng long. Hai đứa ngồi công viên hung hung nhau lại kê sát mặt vô nhìn coi dám hung không. Giọng vô mặt mày luôn chứ. Con đắp chột sắp xong rồi. Vinh ơi, qua ẩm về Vinh ơi. Gì? Qua tay leo qua ẩm về. Trong chưa? Trong rồi. Ừ, để tao gom hết mấy thịt thúi trong khủng long để chế độc cái tao đi. Nãy giờ đang hái trái trắng. Lấy đề bàn đi. Lấy đề bàn con trống mà. Không lấy là con này á, mày mới tưởng gấp về đứa con rồi đứng qua đây gấp tao qua bên heo của ảnh luôn. Chỉ nha. Tao giờ đâu biết đường vô hang đâu. Một lượt thôi. Lẹ đi, lẹ đi. Tự chế chứ, đang gom mới thịt thúi nữa làm cho xong mày. Con này chưa tao bên sao. Đó thì anh em cứ comment góp ý kiến bên dưới là nhật ký cuộc sống BVB thì cứ quay hết đi chứ làm gì mình quay đó. Nãy giờ đi bắt hai con voi, con tê giác, kiểu. Con này con kia mà Tuấn không quay, nó năn nỉ gần chết luôn mà nó không quay là không quay, riết rồi mới chịu quay. Anh em cứ phản đối dưới đi, làm sao phải có video nhiều cho anh em coi chứ 5-6 ngày ra video đâu có được. Anh em ủng hộ ý kiến mình không? Giơ tay lên đi. Mày hôm qua tao ẩm tao bay về luôn à. Thì giờ tao mới bắt đầu tao lấy đi nè, tại tao đang chế đồ chưa xong. Khoan, để tao đi đóng cửa nhà cái. Đóng hết mấy cửa cầu thang. Giờ như một thứ quen là mày ơi. Giờ tao ra tao lên cầu thang lên xuống là tao đóng cửa. Lẹ đi, mà tao nói đi. Cái chỗ đó mà human vô không được cũng sợ human. Đó con là lâu ăn rồi ta. Mày chờ tí. Thì tao tức cái con quỷ già của tao quá mày ơi. Có thiệt thằng chứ... nó đang vô trong đây nha. Báo trước cho đó ấy lẹ mấy tao gái đại bàng về luôn à. Nào lấy yên đại bàng rồi. Mày tay le vô đây có một con đại bàng ở trong đây. Mày bay về rồi một lát mày bay qua con kia mày dẫn con kia qua sao? Con nó cũng có yên đâu dẫn qua. Thôi kệ đi vậy thôi từ từ tính. Đem dục ngay giường chưa? Rồi hai con nằm ngay đó đó. Còn con nào dưới nữa không ạ? Còn một con nữa. Xuống sao dưới rinh về luôn. Không có đụng cứt là coi như cả thế giới bỗng thu bé lại liền. Chết bà tao giờ tao đi vậy? Không biết đúng đường không nữa. Đường nào đường ra đây. Xong chưa? Chỗ ăn đi, chỗ biết ăn phải đường ra rồi. Không nữa. Tao thi thấy càng ngày càng giống đi xuống quá ta. Nó chết ra đi lộn rồi. Trời ơi gặp lạc đường nữa chứ. Cái hang này là nói chung á là tao giờ tao rành. nãy tao mới đi ra luôn mà tao mới đi nãy tự nhiên giờ có đụng cứt cái tao mừng quá, tao vui mừng khôn xiết giờ tao quên mẹ hết đường rồi. Hết chết bà tao hết biết đường cái giường đâu luôn rồi. Giờ đó mày, vậy nhanh quá vậy. Lên tao dẫn nó ra coi. Đây nè cha ơi, cha xuống đây. Đâu? Đây. Tao biết đường xuống nè. Đường ra đây. Lại ngay chỗ tao đi. Hồi nãy cái tao ra luôn, hồi nãy tao vô tao kiếm hang này tao ra tao vô mà giờ có đùng cứt xong tao mừng quá tao hết nhớ đường. Vui mừng khôn xiết à. Ừ. Nè. Ra ngoài đây cái nó giật cái. Tại vì cũng phải lo những cái cảnh ngoài đây nữa. Chuyện map đó mà. Rồi lên đây bàn được rồi đó. Tại cắm con ra gấp luôn tại về có được không? Rồi đứng mày né ra đi Tuấn. Còn rồi, con rồi. Nữa mà nãy nó có con dưới nữa mà. Hết vô rồi. Tài xích vô. Đứng xích vô. Ủa sao nói có con dưới nữa mà ba con đùng cứt mà mày? Đâu con bên hang heo ảnh. Giờ về chỗ yên tao bay qua. Mày chạy bộ qua kia được không? Bên kia chạy bộ qua được không? Tôi nghĩ mà giờ chạy bộ tới đó chuyện bình thường. Lúc trước truy tìm hoa lan ít cho anh em xem mà chạy bộ chết mấy chục lần riết quen rồi. Con này cấp lớn rồi phải không? Con này 172. Con này 1000 tapina bay được. Đợi nha, một lát qua hang ông ảnh rước tao nha.
Cho tao đi. Này không được rồi, đa nghi như Tào Tháo là chết tao à. Hổm nó nói tụi này để ăn cái hoa lan tím, không biết nó ra nó dụ hết bầy dây rồi nó có ra không ta. Cái tôi suy nghĩ nó mà hồi đó bên Begin còn kẹt vô cây cột hút gió nó có ra đâu mà giờ nó cũng ra được cái gì rồi vậy thôi. Cái đó nó quýnh mày vậy, cái đó là người ta biết được rồi. Cái đó là lúc trước á, bị kẹt cái gì á, còn giờ là này tự đào vô. dạng như tường nó khác, còn giống như còn mấy cái đất đất đá item gì dạng như cái mấy cái trong game nó khác, còn dạng như có item của mình nó khác. Rồi, Bởi đi vô vậy được. nói chung Đá cái mấy gì con đá cứ mà đập không được test demo thử biết liền cái gì. Dục lên mày, dục lên lầu 2. Rồi xuống đây thôi. Quên, sao dục lên. Nè, sao dục lên cho. Đó. Thằng kia vô, Đồ. nổi điên lắm. Vô kiếm không có con nào cũng đi kiếm trùng cức á. Đi đi Ê xuống. Lúc lúc Ê mày nào đứng dưới mày kiểu. dục lên đi, tao lên tao lấy. Rồi rồi được rồi, Ồ, thấy. giờ có hai con đó vui mừng cưng khi ấn không? Để ông lấy con ba con 50 đại bàng 50 đi, nãy lấy con đại bàng cấp trăm mấy đi luôn. Chứ sao? Rồi mày cởi đại bàng qua đi tày, Tới cửa hàng tao đi lấy cước cho nó ăn coi. để ông nâng cấp cho anh tê giá là cái mày. Từ rồi. tưởng ỉa hồi ối ỉa đó nữa giờ Nè, ở đây với Raptor Alpha rồi nè, đi chạy lấy xung quanh chưa. nè. Cái hàng Lên đó nè. mặc đồ để chi, để tao bỏ đồ ra lấy đồ sắt. Hàng này nhiêu đây tao đủ chinh chiến rồi mẹ ơi, không cần nhiều. Mày chạy vô rồi hả? Tao nói có đục cứt rồi, cuộc sống nó giống như là nó được thêm cái sắc màu mới, nó tươi tắn hơn hẳn mày ơi. Lúc trước có con ngồi rầu ghê trời ơi, chừng nào bắt được đụng cứt cứ vô Tao thăm nói cái con hang mà thăm phải qua canh thăm nó cho lại. nó cũng mất công sức ngồi canh nó, chưa hết cứt cũng phải lấy phân ra kia đổi ra đổi vô. Đi lôi con Giờ chim dạ, đồng thôi. ra. Con tai. Có mày vô trong chưa? Ta đang vô nè. Tao nhớ có một con 95. Hang đó thì khỏi cần đồ lông nóng. Hang này lát lấy cục anti-phát về luôn, ba bốn Chỗ cục ở nào trong ta? rương á. Tao quên tiêu rồi, tao nhớ tao dịch chuyển chỗ rồi tao không nhớ chỗ nào ta. Cái gì? Cái hàng lạnh chạy xuống phải không? Nhớ Ừ. rồi. Nhớ rồi. Để tao vô tao bắt con này cái. Biết đủ đủ phân không nữa. Thợ hơi dư. Chục cục Trong dư mình sức nó quả còn cầu. cục nè. Đâu rồi ta, con nó đâu ta? Xách cái đầu ra mới được. Nhớ là qua cục đá vàng. Đây là con rít. Bấm cái ra nguyên rít luôn. Bên đây nè. Hổm thì hở ra mình quay thường xuyên bắt khủng long con nào quay Đây đây video đây con ấy đây nay đây riết đây rồi đây. bắt biết bao nhiêu mà không quay video, bởi vậy anh em thấy tính là Rồi nay đây. không được rồi nha, anh em phải phản đối cho mình, Đó, chung ra là thấy chưa anh em? anh em biểu biểu tình liền, Đó anh em thấy chưa? tính Đây làm ăn là vậy là chung không được cứ được. ra rồi ha. Hậu lát chung nguyên rít luôn, mình bó tay luôn á. Nghe mùi ra. Qua đây cũng Vậy lợi hại tao vợ nói Tao gớt làm chung bê 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 chung được bê hai đi con chiếm mày ơi, nhà ở không trong hai con tao gớt đừng chung nguyên bầy rắn luôn. Hai Rít con trong luôn đó hả? kẹt nhiều lắm đó nha. Hai con luôn hả? Chung ra hai con luôn. Ngon vậy. Vinh lấy địa bàn bay luôn mày. Không có Rồi yên. bỏ à, một Sao con sao rồi sao? một hồi gấp tới về. Sao Còn, mấy mấy rắn này hai mình con mình mày ứng tính phó đi gì về sức được qua rồi. cầu. Rồi cuộc sống nó thay đổi liền. Có chừng nào Hunman kỳ. nha, Hunman qua cả thế giới bỗng thu bé lại á. Vừa vào một con cực Tao đang nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn bỗng nhiên Hunman qua cái cả thế giới vừa thu bé lại chỉ bằng một thằng Hunman. Rắn. Rắn ra rất quách luôn. Làm đâu trỏng bởi vì bắn nó đâu có hết đâu. Vậy là biết rồi, đem mốt đem hoa lan tím qua mình cho nó Tao đi một vòng hang cho trong rắn. nhà rớt xuống con nữa. Thôi 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 Từ từ chờ tao, để tao đem cái mạng già của tao qua. Mày mày với Tài cứ bắt đi, tao đem tao bỏ cứt xong rồi tao đem cái mạng già tao qua tao hy sinh cho. Đáng qua ra quá trời luôn anh em thấy chưa. Cái hang này lúc trước mình với Tài càng lần rồi. Càng sạch luôn, sạch sạch rắn nào. Tới rồi nè. Tao gọi con sói này đứng nhìn con heo ỉa. Đi
Hồi nào mà xây nhà giữa với nó luôn hay đó. Rồi rồi, chỗ này quên, chỗ này là cái điểm G của con rắn sao mà qua được. Ờ tao vừa nóc qua lan cái gì đâu mà rắn đâu trên trận rớt xuống quá trời luôn. Nóc đâu mà nóc hoài à. Để dẹp vòng nó coi biết đâu ra vài con nữa. Ra đó. Tại mình không thấy còn tên. Khuất mày là không thấy rồi chứ. Nó nằm sâu quá. Thấy không? Nằm sâu mày không thấy tên. Vậy à. Đó, đây là một cái thủ thuật do Võ Tấn Tài nghĩ ra ha. Mình cho mở luôn ha, mở con chỗ đánh ha. Nào mới đó, có thầy, nhờ có thầy Tài chứ không ăn cứt mẹ hết rồi. Công là ăn cắm sú lú cắm heo hết. Hôm nay toàn là ăn cứt khô không giờ có phần ăn. Tại vì thằng Tài nó nói ra ý kiến đó, cái Vinh bác bỏ, cái tới mình đây mình cũng bác bỏ luôn. Thì sao Tài mà được? Mới ra cái tao nói cái này hồi đó tao nghĩ ra rồi, nhưng mà tao nghĩ hồi đó tao nghĩ là bên begin nó kẹt trong tường kêu có ra đâu. Mở nào cho đánh vậy. Nào cho đánh. Mình thì mình cũng cãi y chang vậy luôn. Kêu lúc trước nó kẹt bên begin nó đâu có ra được đâu. Lúc trước mở nó ăn trong tường luôn mà. Ủa tụi mày bên hướng nào vậy? À thắt vô target đó hả? À, tụi mày bên hướng nào? Ừ. Tao bên cái hướng hàm trong đó. Đã rồi cho anh nhảy xuống. Ủa hướng hàm trong tao mới chạy qua luôn á. Thẳng vô luôn. Thẳng xuống dưới phải không? Ừ. Tên này tao rẻ quá bên kia mà. Hồi nãy mở hồi sinh vô phải không? Ừ. Nè chi ở đây. Rột. Nghe xè xè nữa hả? Đưa qua lan đây, tao sẽ hy sinh cái mạng già của tao. Chơi luôn hả? Đưa tao 5 cái hoa lan, 5 cái thôi. Cho mày chục cái nè, thôi từ từ để tao giữ lại mớ mày. Giữ lại mớ mát mà chết khó lấy. Cái viên bên kia mà. Nghe rắn nghe xè xè trong kia ghê thiệt. Đâu? Rồi đó. Nó từ ngày mẹ già thay đổi nhan sắc mày không quay cho anh em coi gì hết. Đó. Thấy chưa? Phải. Đây Tài rẻ rẹp. Lúc trước không có xăm soi gì nhiều ha. Bấm cái ra 2 con luôn. Làm như hai con đang thụ gì đóng nữa. Trong cục này, chắc trong cục này. Tự mày nóc xong dí hả mày rồi. Chết mẹ rồi. Rồi khỏi ăn luôn rồi. Nóc né xa nó ra trời ơi. Nội danh phá không. Còn dí không, còn dí không. Còn dí họ chui vô cục đá nữa kìa rồi. Vụ rắn lại đó cái gì vậy. Có đâu. Trời ơi mày chạy luôn đi. Mày chạy lên đừng quay. Để cho nó thấy. Mày nóc xa ra giùm tao cái. Nó dụ nó lên trên luôn dân an toàn. Mày biết anh Bình nói những cái gì gọi là không an toàn không? Ừ, không an toàn. Cái con này còn dí hay sao vậy? Con này. Trời ơi, nó dí nữa, Vinh hư, mày nóc xa nữa lên. Xa dữ vậy? Trong phạm vi này không được. Chắc nó hử được mùi á, từ từ bắt được mấy cái này đi. Qua bên cái kia mẹ ơi, qua bên kia mày chơi đi, qua bên cái nhánh bên kia đi. Ừ. Mày ở đây sao nguy hiểm quá. Khói nè, nó chiền hay sao. Ừ. Dừng lại đi mấy con dí theo mụ già đó cũng không ăn được cứt đâu. Thèm cứt đến nỗi dí theo mụ già đó luôn à. Còn cục nào không cho nó mấy cục thôi. Chấp hết rồi. Hết rồi sao bắt đủ cái con này. Có túi cho nó ăn đỡ đi. Nè lụm đi. Đâu có trời à. Nãy nhớ còn mày kêu còn 10 cục cái gì nữa vậy. Trời ơi Vinh, Vinh nó ấy lan qua luôn thôi Vinh mày đừng xài đó nữa Vinh ơi. Giờ phải xài cái xong kìa. Nó toàn hang luôn á. Bỏ vậy chắc trong hang bên kia đâu luồn ra luôn á má cái hang cái trong đây cái bông này tác dụng kinh thiệt. Bởi vậy âm hang mà đừng xài nữa thôi để tao dụ mấy con này ra ngoài luôn thôi bỏ đi ha để bắt xong cái này để bắt xong đi này bắt nhanh mà thôi để né ra cho ăn mày. Đứng coi nên tao ăn cứt mày đứng mày nhìn sao được đó bây giờ thì cứ từ từ mà bắt thôi. Nóc đâu dưới nước trời. Tụi nó kiếm không ra. Mình giờ có thủ thuật rồi. Ừ đuốc nữa chứ. Hoa lan thì đầm lầy đầy. Cái gì hiếm cái đó không thiếu phải không. Ừ. Lấy ba ra xong rết cạp cũng có nữa. Nó phải ăn trời. Mốt đem ba ra xong rết vô đây mà vô đâu vừa. Ừ không vừa. Trong đây chỉ ba con vô được. Con sói tao mới bắt có vô được á. Từ khi mày nuôi baby thôi, đem vô đây. Bắt hai con này cái thằng gấp.
Ê, Thằng gấp ăn sao ẵm nhìn gì mặt nãy nó nữa. thấy tội quá, ba thằng ăn người ta ăn cứt mà ba thằng đứng nhìn. Tao nhìn mặt nó giống như mắc cỡ thiệt luôn á, nhìn mình thấy tội lắm. Ba thằng đốt đuốc xăm xôi. Có cái hai đồ thằng đốt đuốc thằng đứng nhìn. Có đồ ngoại trang cái nón gì đẹp đẹp cho đâu coi. Không mà nhiều khi nhìn thấy con tao tưởng cục cứt khổng lồ mày. Gì có thấy nón không? Có nón cầu bồi nè. Ở đây đây. Nón Noel nè. Thấy không? Ôi. Nhìn con tao đang nhảy đi. Ba đa nè thấy không? Sao tao không có nón cầu bồi mày? Ai biết thì theo thằng chết ra hồi sinh đâu. Bật ti thôi. 145 bắt thôi xem bộ thì bị lâu quá nha. Thấy tạo nhân vật ta hai cái tay hai cái cục không giống như cái hàng gì và cái ăn cái hộp cái tay nó bự lên đó. Cái nó trong cái ăn bắp cải á giống Ben 10 đó. Hồi đó tao tạo mẹ già cũ bắp tay bự với bộ. Thôi nhảy điệu lâm ba đa. Ăn mừng thôi, bật ti thôi. Vui, vui quá, bắt được cực vui, biết vui như Tết. Con này gần 133 luôn. Biết chứ con này bắt lên cũng 630. Cái 200 mấy luôn quá. Tổng cộng 71 cấp mà. Mà chứ chứ nó không lên. Con này nó gì nghe khè khè. Rồi bay lát mày lấy đại bàn mày ấy về đi nha, tao đây tao chạy bộ quen rồi. Hoặc là Vinh thí mạng già đi để tài gấp tao về. Mạng già đó đáng gì trong đây. Có gì đâu. Chứ mạng già của đúng rồi, có đồ đâu. À, dịch chuyển qua mà, dịch chuyển qua thì dịch chuyển về chứ. Kệ ăn rồi kìa. Mày còn cứt không? Còn. Còn cứt tao hết cứt rồi. 4 cục, đủ rồi. 4 cục chắc đủ rồi. Còn không lấy cứt của tao nè. Cái mạng già tao nhìn cứt thua. Bó tay chấm cơm chấm VN luôn. Còn mấy rắn này nè, xà nè. Mày bấm qua lan cái từ trên hốc đá trên kia rớt xuống mấy con. Rớt đuổi đuổi đuổi. Chẳng là cho Vinh chạy hết nha. Coi còn ra con nào không. Ừ. Chạy mé bên kia, mé bên kia, mé đây hai con là mé bên kia. Hàng chi cái hang này riết nó không ra đùng cứt, nó âm rỗng mà. Nó ra tại vì rồi. Một hang nó quy định tầm 3-4 con nó có cho nhiều mà nằm trong tường hết trơn rồi. Bỏ vô tài. Chưa có được. À, chưa, được rồi. Chưa bỏ xuống. Rồi cục nữa tạm in rồi. Cục nữa là winner. Về. Ấy không có chạy đâu bấm coi bò đâu. Lấy tao mà chạy hết hang luôn mày. Rồi bắt đi ra ngoài, dẫn ra ngoài. Ủa chưa được hả? Tổng 99% còn cục nữa chứ. Khó khăn thiệt chứ. Nãy cộng 71 cấp, giờ cộng có 69 nè. Nó ăn cứt Titan nè. Hay bờ Rontu là cộng dữ lắm. Nhất là cục cứt Titan á. Ê xỉu rồi. Đổi quá khát nước xỉu. Mẹ già đột quỵ. Bỏ cục cứt cho ăn nữa rồi tài. Cho nó ăn miếng thịt nè. Sao mày ăn thịt ăn chứ ta khát nước rồi. Ừ, hồi đó tao gô cả nguồn sống. Tại cho ăn cái ẩm. Nãy giờ có đụng cơm ra rồi tao mày đi. Biết gì? Tao mày đi để cho Vinh đi hết hang đi. Cầm tao cầm con đây, rồi đây. Mày con nữa chứ. Ủa đường nào hả? Đường này hả? Chờ đó mày. Từ từ mày đừng có xe đang chạy ra khỏi cắn tao chết giờ. Rắn rớt từ trên rớt xuống. Đụng cứt lúc chưa tamin thì không gặp nguy hiểm ha, mà lúc tamin rồi đó gặp mới nguy hiểm. Cắn mình xỉu một cái là coi như là đụng cứt xong luôn á. Còn Vinh nghiên cứu cái hang đó đi. Sao rắn gì chưa? Đâu ô nhện rớt xuống quá trời rồi thôi rồi. Cả tỷ con nhện. Bấm cái mày chạy. Thôi ôi anh rớt trước mặt tao luôn mà, tao chạy được dướng được chạy được đâu. Mày còn đó không? Tao chạy lên trên rồi. Tụi tao chuẩn bị đem hai con này về rồi. Tao hồi sinh ngay nhà nè, cái nhà mình nè. Để tao chạy lên tao xin mới coi. Đứng lại. Ủa đại bàng đây hả? Trời ơi đứng dậy. Tao còn lấy gì nữa lấy. Này tao thí cái mạng già của tao đi. Mày lấy qua lan nữa hả? Ừ. Đây cái tủ nhỏ đựng qua lan đi. Hư mẹ ơi, móc đây qua bắt cái đem theo luôn. Đem theo 100 bông nè. Không biết tôi nhắn hay nhắn. Còn 5 bông tôi này làm luôn này đi. Có không? Nè nó còn 10, 19, 12 bông nè. Nè nè còn 12 bông nè. Trời ơi. Trời ơi già thí cái mạng già. Cái mạng già của tao. Ua.
Thôi về. Cơm no rượu say rồi, bốn con mấy rồi, cái, con nhà mấy cái con năm này con. Các máy tao dụ gì chứ mà có đùng cứt rồi mày cứ để tao. Ngày mai tao vô đây tao tập thí mạng già tao dụ ra nữa. Lúc trước trăm mấy mà chứ chứa trăm mấy. Lúc trước mà vô không có đó anh em, chữ quá trời luôn, kêu bà giật rồi chữ thề đồ sao mà nó trốn ở trong đây mà nó không chịu chung ra. Không biết chừng nào chung ra nữa. Phải chữ chứ. Chữ cả dòng họ nó cho chung ra. Riết phát bực đen, luôn. Đen đồ đạn. Rồi hết bông hoa lan rồi. Mày bấm gì mày bấm gì ớt vậy. Ôi rít. Ôi gì trong đá quá trời vậy. Chung ra mà. Thôi chết luôn rồi. Hết bông luôn rồi. Riết mày khôi phục hệ sinh thái cho cái hang luôn á. Chứ nằm trong đá mà lôi nó ra hết giết nó. Đùng cứt nó cũng đủ số lượng lôi ra hết. Đùng cứt nãy thấy tưởng con bấm cái ra hai con, hang kia được hai con nữa. Vậy cái hang kia bấm đàng hoàng có nữa đó, không giỡn đâu. Nói chung cái VB này đó nó nguy hiểm một cái là mấy thanh niên mà xây nhà ở trong hang hoặc trước cửa hang á. Trong đây thì có hai hang bị chiếm rồi, một cái hang đậu chết và một cái hang là khu vực ở trên gần núi lửa. Vậy chỉ còn hai hang đó thôi tụi mình có thể kiếm được đùng cứt. Rồi dắn game rồi. Thôi xong. Rồi ok, vậy thì mình xin gửi một lời xin lỗi đến anh em ha. Tại vì mạng mình nó lỗi lùng rồi nên là không xong rồi. Đang bay giữa đường chắc hai con nó đi quá. Này phải để cho Vinh rồi.